Đây là khu vực cống bảy cửa nha các bạn. Chúng ta xem những chiếc ghe và xà lan qua đây như thế nào. Đây là một anh xà lan đi cát. Một chiếc xà lan khá nhỏ các bạn. Mấy anh này đi cự ly gần à. Miền Tây chuẩn bị vào mùa nước các bạn. Giờ là mặt nước ở con sông khu vực này cũng rất là cao nha, cái màu nước đã chuyển rồi. Còn mùa khô thì cái màu nước ở đây nó có màu xanh quá à. Mùa nước thì nó có cái màu đục nha, phù sa. Qua wow, đây là một chiếc ghe có thể là chở dừa khô nha. Trời ơi, chạy lạng qua lạng lại kìa. Qua wow, nếu chỗ rất là mạnh các bạn ơi. Có thể là cái máy này khá là yếu nha, chạy không muốn lên nổi luôn này. Rồi đứng luôn, có thể là lên không nổi rồi, máy hơi bị yếu. Hiện giờ dòng nước chảy cũng không mạnh lắm nha, anh ấy chở cũng rất là nhiều hàng thôi à. Và cái động cơ với lại cái bánh chén nó không có đủ, động cơ không đủ mạnh nha. Thể là đợi cho con nước hai bên nó cân bằng nhau thì tranh thủ đi qua, tốn một thời gian cũng rất là lâu nha các bạn. Giờ anh ấy sẽ quay đầu và cập vào bến, đợi con nước nó chảy chậm lại và nó sẽ tiếp tục đi qua. Ở đây những chiếc ghe và xà lan trang bị động cơ lớn hơn, mạnh hơn thì nó tiết kiệm được cái thời gian. Đây là con đập cũng khá là lâu rồi nha. Con đập này bề ngang nó là 10 mét và nó có 7 cái cửa. Thường thì người ta sẽ mở hai cửa, cửa ra cửa vô. Ở đây có một chiếc ghe hình như là đi xi măng nè. Ở miền Tây các con hoạt động chở hàng đa phần là bằng ghe nè, nó sẽ chở được nhiều hơn là cái chuyện chi phí. Và đi vào các cái sông ngòi dễ dàng hơn nha. Anh này đi xuôi nước nên đi qua rất là dễ dàng thôi. Một chiếc chở lãi.
Lạnh dữ vậy. Vừa qua cống nước nó đánh hơi bị lạnh. Chiếc ghe chở dừa khô nha, chiếc này chở khá là nhiều dừa nha, hôm nay đi dừa rất là đông. Đây là những thương lái và những người vận chuyển mua dừa ở các cái nhà dân, và họ sẽ chuyển các cái dừa này đi qua Bến Tre để bán sản phẩm này, bán các công ty thu mua. Tiếp tục là một chiếc ghe chở dừa khô nữa. Quá anh này chạy dữ thiệt chứ, anh này nhỏ mà trang bị động cơ hơi bị bự rồi, đạp quá mạnh. Nó ứ lại nè. Dạ. Yeah.